Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, có những chú trâu đã làm rất nhiều người cảm động đến rơi nước mắt khi thể hiện những tình cảm, tình yêu thương, sự biết ơn như một con người đối với chủ nhân của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về hai chú trâu như thế, để biết hai chú trâu này đã có những cái hành động gì làm cảm động biết bao người. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trâu ra mộ khóc chủ qua đời. Cô chú tôi sinh được hai người con, một trai, một gái. Cuộc sống gia đình tuy không giàu có, nhưng cũng đủ sống. Mọi người đều rất khen ngợi gia đình cô chú hạnh phúc. Trong nhà không bao giờ có chuyện to tiếng, nhưng tất cả mọi chuyện bất hạnh ập đến gia đình cô. Năm đó khi con trai cô hơn 10 tuổi, trong lúc đi chơi bị chó cắn. Vì lúc đó cô chú không hiểu hết sự nguy hiểm của việc bị chó cắn. Hơn nữa gia đình sống ở vùng núi, không có điều kiện đưa em đi khám. Vài ngày sau em lên cơn, dù đã đến bệnh viện chữa trị nhưng vô hiệu. Cuối cùng em phải ra đi. Cô chú lúc đó vô cùng đau khổ và tự dằn vặt mình vì không đưa em đi chữa trị ngay sau khi bị chó cắn. Nỗi đau mất con dần dần cũng nguôi ngoai. Sau này cô chú muốn sinh thêm một đứa con nữa cho vui cửa, vui nhà. Cô chú mang thai và sinh được cậu con trai rất khó khỉnh, thông minh, học giỏi, chăm ngoan. Đứa con trai này của cô chú rất biết nghe lời bố mẹ. 8 tuổi đã biết giúp ba mẹ nấu cơm, sáng đi học về, chiều đi thả trâu. Có được đứa con này, nỗi đau mất con của cô chú dần dần cũng nguôi ngoai. Gia đình lại trở lại cuộc sống êm ấm, hạnh phúc như trước đây. Khi em lên 10 tuổi, chiều nào cũng vậy, dắt trâu lên đồi, ngày nào cũng như ngày nào, người với trâu quấn quýt như bạn thân. Con trâu này cô chú mua cũng được khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, trâu và em như hai người bạn thân, quấn quýt bên nhau. Vào một buổi chiều như mọi ngày, em dắt trâu lên đồi thả. Bên cạnh đó có cây đập nước, thấy mấy đứa bạn đang bơi thuyền, vui lội trên bè, em cũng chạy đến, lên thuyền bơi ra đập chơi. Nhưng một biến cố hãi hùng lại xảy đến. Lúc đó giờ đập xả nước. Khi thấy xả nước thì những đứa khác biết bơi, nhảy xuống bơi lên bờ. Còn em thì không biết bơi, bị nước xả đập nhấn chìm cả người lẫn thuyền. Khi người lớn chạy đến cứu thì không còn kịp nữa. Em đã mất trước đó. Lúc đó bà cô nghe tin này, cả hai người đều đứng tim. Cô thì ngất luôn tại chỗ, chú thì bủn rủn chân tay. Người ta đưa cô em về đến nhà, vừa thấy bố mẹ thì huyết từ mũi, mắt chảy ra. Hai ông bà từ đó trở đi như hai người mất hồn, không còn làm lộn gì nữa. Ngày ngày chỉ ở nhà khóc thương. Dân làng trong vùng biết chuyện, ai cũng thương xót thay. Sau sự ra đi của em, cô chú chẳng thiết làm gì. Nghĩ con trâu là cả gia sản của nhà nông, không đem đi chăn thì nó đói. Em gái lớn hàng ngày thay bố mẹ dắt trâu lên đồi thả. Khi thả trâu ra thì con trâu lại chạy mất tích. Em gái nhờ hàng xóm đi tìm. Tìm đến tối khuya cũng không thấy. Không hiểu linh cảm thế nào, cô gái nói mọi người đến mộ của em trai vừa chôn cất. Thật rùng mình khi mọi người soi đèn đến mộ, con trâu đang nằm gục đầu lên mộ, mắt nó rưng rưng nước mắt. Mọi người đều thấy kinh ngạc vì trâu sao lại có bản tính như người vậy, cũng biết thương khóc như con người. Sự việc này tiếp diễn liên tục trong cả tuần, ngày nào cũng vậy. Cô gái mỗi lần đi thả thì con trâu lại chạy đến mộ nằm khóc. Sợ hãi trước hiện tượng này, mọi người trong họ bàn bạc bán con trâu cho một hộ sống ở làng khác, cách đó hơn chục cây số. Hôm bán trâu là một buổi chiều trời mưa lớn,
người chủ mới dắt trâu về nhà. Khi gần dắt về đến nhà, con trâu vùng vẫy, giật đứt dây thừng cột mũi mà chạy mất. Chủ mới đuổi theo mà không được vì trời đã nhập nhoạng tối. Nhờ dân làng đi tìm nhưng không thấy. Hôm sau người chủ trâu này và mọi người làng đó tìm đến nhà cô chú tôi hỏi xem con trâu có chạy về nhà không. Nhưng mọi người đều bảo không thấy. Cô gái biết chuyện nên hiểu ngay. Mọi người kéo nhau ra mộ. Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy con trâu lại nằm gục đầu trên nấm mộ mới chôn của người em cô gái. Trong lúc mưa bão thế này, con trâu vẫn tìm được đường về ngôi mộ cách đó cả hơn chục cây số. Nó nằm bên ngôi mộ suốt đêm, bất chấp trời mưa hay bão. Quả thực, nếu là người, cũng mấy ai có được tình cảm như con trâu này. Và có lẽ, trâu và người em đã trở thành tri kỷ. Con trâu trung thành, chủ mất biết quỳ lạy quan tài. Ngày 21 tháng 2, nhằm ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu, đúng ngày vía thần tài, một con trâu với màu da hiếm thấy, màu hồng, đã xuất hiện ở đường Nguyễn Văn Nghi thuộc phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, làm người dân đi qua lại nơi này rất thích thú. Vì có dịp thấy có một con trâu có màu da lạ như thế. Chủ nhân của con trâu có màu da hiếm ở Việt Nam này là ông Đặng Văn Nghên, với tên thường gọi là Út Uột, làm nông ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tiếng ồn từ sự hào hứng của bà con đến xem và xin chụp ảnh với trâu hồng, ông Út Uột kể lại, con trâu này đã 35 tuổi, thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi cập bến Tây Ninh của nước mình. Năm 2001, ba tôi mua với giá 12 triệu đồng, lúc đó tương đương khoảng 2,5 cây vàng hiện nay. Có một số người tưởng rằng con trâu này bị bệnh bạch tạng, nhưng ba tôi khẳng định con trâu này có màu hồng từ lúc sinh ra đến nay. Trâu hồng của ông Út rất khỏe, mỗi ngày có thể kéo ngoài ruộng xa cả hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương. Bình thường trâu cùng ông Út Uột ra đồng, ông đi trước còn trâu theo sau, tự lo kiếm cỏ, đủ chi tiêu được giao thì lăn ra ngủ. Khi chủ bắt đầu về thì nó cũng theo về, không bao giờ bị lạc suốt mấy chục năm qua. Đến nhà thì tự đi vào chuồng mà không cần ai dẫn dắt. Gần đây có nhiều người có tiền thấy con trâu này rất lạ nên có ý muốn mua lại với giá khá cao, gần cả tỷ đồng, để về trưng trong nhà mình cho bạn bè và khách đến xem. Thế nhưng ông Út Uột không chịu bán. Ông Út nói, con trâu hồng này như có duyên nợ với gia đình chúng tôi rồi. Cách đây 7 tháng, khi ông Hia qua đời, chính con trâu trung thành này bước đến trước quan tài ba tôi, quỳ lại liên tục. Trong mấy ngày tổ chức tang lễ, nó như một người thân trong gia đình, cứ đi tới đi lui với vẻ mặt buồn bã quanh khu nhà của chủ nhà. Để trâu hồng có mặt tại Gò Vấp sáng ngày vía thần tài là cũng do một người hàng xóm của ông Út Uột ở Củ Chi, ông Phạm Hoàng Lê. Ông Lê có người anh em cột chèo là Nguyễn Thái Trọng, vốn là chủ một đại lý vé số của công ty xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp xuân Tân Sửu năm con trâu, lại nghe tin có một con trâu quá đặc biệt từ lời kể của ông Lê nên hai ông liên hệ để tri ân khách hàng. Thế là sáng sớm ngày vía thần tài, trâu hồng đã được rước lên xe tải chuyên dụng để rời Củ Chi về nơi Gò Vấp mà ba ông Út Uột đã sinh sống trước đây. Con đường Nguyễn Văn Nghi sáng ngày 21 tháng 2 không chỉ rất rộn ràng với đông đảo người dân đến các tiệm vàng để lấy may, mà còn có được sự hứng khởi đầu năm mới khi con trâu hồng bất ngờ xuất hiện. Thưa quý vị, trên thực tế, không chỉ trâu mà còn rất nhiều loài động vật rất thông minh, biết thể hiện sắc thái tình cảm như một con người. Có thể thấy rằng không chỉ giữa con người với nhau mới có tình cảm, mà giữa động vật nuôi với chủ nhân cũng có những tình cảm sâu đậm.
Và còn có những người cho rằng những con vật ấy có rất nhiều linh tính, nó mang trong mình một tâm hồn người. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.